Đám cưới chỉ có duy nhất một vị khách, xịn mịn và độc đáo. Tổ chức đám cưới ở một địa điểm xa lạ, bạn đã bao giờ nghĩ đến chưa? Kết hôn du lịch đang trở thành một trào lưu được chú ý. Với xu hướng cưới năm 2022, chắc chắn nó vẫn là kiểu hôn lễ được nhiều cô dâu chú rể lựa chọn. Hay cùng đến với đám cưới của cặp đôi cô dâu chú rể người Trung Quốc được tổ chức tại Bờ Gia Ha, CHZ. Quyết định đi du lịch ở đây, cặp đôi đã làm luôn đám cưới ngay trong chuyến đi của mình. Sau khi nảy ra ý định đến Bờ Gia Ha du lịch và đám cưới, cặp đôi đã bắt đầu nghiên cứu về quy trình, quy định chính sách hôn nhân. Đơn vị chụp ảnh hay phong cách, cô dâu chú rể muốn tiết kiệm tối đa các khoản tiền nên đưa ra một con số nhỏ có thể chi được. Cô dâu lên kế hoạch cho hôn lễ và được chia thành các phần như sau: Ngân sách và giai đoạn lên kế hoạch, sự chuẩn bị trong nước, quy trình tổ chức, tổng kết kinh nghiệm, bài học. Ngân sách và giai đoạn lên kế hoạch, ngoài chi phí đám cưới du lịch cố định như tiền vé, tiền khách sạn Cô dâu chú rể cũng cân nhắc tất cả những chi phí liên quan như nhận cưới, váy cưới, trang phục thường ngày, tiền chụp ảnh. Họ quyết định đi du lịch 11 ngày. Ở nước ngoài có nhiều địa điểm tổ chức tiệc cưới. Ngoài nhà thờ quen thuộc thì còn có bờ biển, khu vườn, thư viện hay mảnh sân cho thuê. Họ đã tìm địa điểm và đặt trước một tháng. Đồng thời, họ cũng tìm hiểu và so sánh từ trước bởi địa điểm nổi tiếng rất dễ kín lịch. Cô dâu chọn bờ Gia Ha để tổ chức lễ cưới và phân vân giữa hai địa điểm một là nhà nguyện gương ở cờ lơ mên tơ năm ở đây sang trọng cổ điển mang đậm không khí nhân văn chỗ thứ hai là dơ vơ bơ garden một khu vườn theo phong cách bơ dốc của ý với những hàng cây cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt cuối cùng xét về ánh sáng và cảnh sắc cô dâu đã lựa chọn dơ vơ bơ garden sự chuẩn bị trong nước tìm hiểu về các gói tổ chức sau khi chọn được địa điểm cô dâu lên mạng để tìm hiểu về dịch vụ cưới thường thì các gói sẽ có mục như đặt và thuê địa điểm mục sư người anh làm phép giấy chứng nhận lễ cưới thiết bị phát nhạt một số nơi còn có đính kèm hoa cô dâu hay hoa cài áo chú rể cô dâu cho rằng chọn gói như thế sẽ đắt hơn khá nhiều sau khi tham khảo các bên cuối cùng họ quyết định đặt trực tiếp từ địa điểm tổ chức ở đó cung cấp tất cả mọi thứ cho một hôn lễ chuẩn bị cho đám cưới sau khi đã chọn xong mọi thứ cặp đôi quyết định chọn mua đạo cụ trang phục mang đi mạng che mặt cổ điển, mũ nón, găng tay họ mua ở sàn thương mại điện tử trong nước cho rẻ. Cô dâu chọn mua một chiếc váy cưới nhẹ nhàng, hàng đã qua sử dụng và không đắt đỏ. Quy trình tổ chức 1. Nhận cưới Điểm dừng chân đầu tiên của cặp đôi ở châu Âu không phải là Bờ Gia Ha mà là Berlin vì họ phải mua nhẫn cưới. Họ muốn mua một chiếc nhẫn cho mít và giá ở châu Âu thì rẻ hơn trong nước. Họ đã chọn được một đôi nhân xinh xắn, sang trọng mà lại rất nhẹ nhàng. 2. Đám cưới Trước khi ra nước ngoài, cô dâu đã nói chuyện nhiều với người phụ trách hôn lễ. Gói lễ cưới của họ không bao gồm hoa cô dâu nên họ đã quyết định tự mua hoa cưới cho mình. Vào ngày diễn ra hôn lễ, họ đến sớm, sắp xếp bàn ghế và loa, chuẩn bị cho lễ trọng đại. Bởi vì chú rể cùng đi mua váy cưới với cô dâu nên bỏ qua phần cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, họ vẫn muốn thực hiện một điều lãng mạn. Chị gái cô dâu và chuyên gia trang điểm giúp cô dâu thay đồ. Các nhấp ảnh ra dẫn chú rể đến đài phun nước nhỏ. Sau khi thay váy cưới, cô dâu mặc bộ sumo bơm hơi rồi biến mình thành một người to béo. Khi cô dâu vỗ vai, chú rể xuất hiện thì đã giật mình bật cười. Hình ảnh này rất thú vị. Lễ chính thức được diễn ra. Trong tiếng nhạc piano du dương, cô dâu tiến vào lễ đường. Giây phút nhìn vào mắt đối phương và nói lời thề nguyện đã khiến cho cả cô dâu chú rể đều rơi nước mắt vì xúc động. Đám cưới không có khách khứa gì, chỉ có chị gái của cô dâu cùng người chủ hôn và nhiếp ảnh ra tuy nhiên không khí nó mang đến lại thật sự nhiều cảm xúc tổng kết kinh nghiệm và bài học phải trình bày với bên tổ chức trong từng chi tiết cô dâu là người cẩn thận nên đã trao đổi tỉ mỉ tất cả mọi thứ điều đó mới đảm bảo không có sai sót nào diễn ra phải chuẩn bị mọi thứ sớm hơn cặp đôi này mua nhẫn cưới khá vội vàng nên mẫu ưng ý nhất không còn nữa hãy điều chỉnh tâm trạng của mình cho dù xung quanh ra sao dù thời tiết không như kỳ vọng nhưng đừng chán nản có như thế thì cảm xúc dành cho hôn lễ mới trọn vẹn